Hello, everybody, welcome to Hell with Kate. Chào các bạn đã quay lại với kênh Hell with Kate. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game hát năm. Ok, một con game cuối ngày cho anh em nào đam mê hả? Heo mới lượng thấy con này rất nhiều code, chưa biết nhập code ra sao. Nhưng mà chạy hết cái ải 10 rồi. Chưa nhập code gì luôn nha các bạn. Code có gì đâu, quà không có gì luôn nè. Đó. Chưa nhận gì luôn, mới chạy tới ải 10 để mà cho nó mở auto cho nó tự chạy rồi. Đây. Ok, rồi chạy đi con. Bây giờ đến với thông tin server luôn để nhập code. Chị kiếm H5 đó. Khai mở S17 lúc 11 giờ ngày 5 tháng 8 2023. Chơi game tại chị kiếm H5.com. Tặng S VIP 10 20 triệu kim cương đó. Đây code nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Like, share, comment nhận 2 triệu kim cương thời trang UR 10 sao hay là nhân 10 gì đó. Chuỗi sự kiện liên server, sự kiện in-game, sự kiện fanpage rất nhiều luôn. Nạp ATM Momo tặng thêm 100%. Hotline, Zalo cái kiểu ok không? Code new gì nữa nè, new code nè hả? Đấy, rất nhiều, vô số luôn. Có quan trọng nhập code ở đâu chưa biết thôi. Chắc là nhập ở đây rồi. Copy vô. Ok, đổi thất bại. Vậy là không phải đổi ở đây rồi quá. Fit code cửa hàng. Qua cửa hàng. Vô fit code. Đây. Ok, nhập code ở trong này nha. Đó. Ủa, đâu mất mẹ nó rồi, hot game rồi hả? Ok, vô nhận quà lại. Dạo này các bạn phím nó hơi cùi, anh em thông cảm ha. Đây gì đây, rương chọn hả? Rương chọn không biết là random hay gì đây. Ôi, hình như random rồi. Đúng rồi, random tự mở luôn hả? Ô là trời, rồi. Vậy thì nhận hết code một lần rồi, chúng ta hãy vô nhận quà ha. Tránh nó bị random ha. Ok. Rồi code luôn. Ok, vinh danh Cherry gì nè, đó. Ok, rồi. Nhận quà nè, đâu rồi. Con méo thấy, đây. Đang chuyển sinh. Đây, cây thần binh gì nè, Alex hả, Dead gì nè. Ô là trời, coi trang bị gì nữa không? Ở gì đây, chì hoàng kim, chưa biết để làm gì. 7 triệu kim cương. Ok, ui, 37 viên chuyển sinh. Ui, man. Ủa, đâu nhiều vậy? Ui, 12 triệu. Gánh 7 cái UTR. What the hell, 20 triệu, 15 triệu rồi. Thời trang UTR. Bà, cái gì, cánh UTR tiếp. Ok. Trời ơi, thần binh. Ô, vé nạp luôn. Rồi, hiểu luôn. 25 triệu. Ok, bảo rương. Wow, rất nhiều skin. Gì nữa không, cánh hả? Sách. Ok, được 2 cuốn UTR. Còn gì nữa không, lìa. Hết rồi. Nhưng chưa, còn code mới mà nè, đó. Nhập chưa ta? Ok, còn ăn được luôn. 2 triệu kim cương, nâng tổng số là 27 triệu. Vậy mà lúc đầu game báo cho chúng ta là chỉ có 2 triệu à. Có lộn, 20 triệu à. Không được, vậy là không tốt. Cho tới 2, ôi ớt VIP 10 luôn. Thường là cắn 6 tệ lên có chút xíu à. Lên tới S VIP 5 mà con này 6 tệ lên được S VIP 10 luôn. QS VIP 10, Max VIP 10 luôn. Ngon lành cành đào.
lụm. Trời ơi, đầy đủ hết. Rồi, phòng phần thưởng cười hẻ tháng cười tầm bảo 27 triệu thì nâng được nhiều thứ lắm các bạn ạ. Nhìn đây, ưu đãi mấy gói này mua hết. Rồi. Gì nữa đây? Hôm nay đăng nhập nhận VIP về nhận quà nạp. Ủa, đây để cho nó auto chứ. Rồi, rồi bây giờ cái góc chuyển tình vào đây. Ta có nhiều đen lắm. Ủa. Ủa, rồi mấy viên đen đó không ăn được trong này hả ta? Ô là trời. Ủa, mấy viên đen đó để làm gì? Ủa. À đây. Trời ơi, cái bảng này mới quá, heo không nhìn thấy được. Đó, đây. Bấm vô cái chỗ chuyển sinh thạch nè, đó. Tự chuyển sinh lên luôn. Ồ, 38 viên. What the hell. Ô là trời, 38. Thôi chuyển sinh nữa kìa. 1 trọng 4. Đó. 2 trọng 1. 22. 23. Trời ơi, 24. Rồi, 25. 26. Còn nữa, có hết đâu anh em. Đó, tiếp tục nâng lên. Trời ơi, lên trên này. Để mà lên tới trên ba máy này là các bạn phải cài level cực lắm á. Nè nhìn đi, 1.600, 1.700 level. Mà các bạn nghĩ đi, game mà cài 1.700, 1.600 level là cực cỡ nào. Đó, 1.900 luôn. Trời ơi, bây giờ mày làm nhiệm vụ một lần là 1.900 mấy mà còn 22 viên nữa. Có khi nào là cho full chuyển sinh luôn không? Đó, ok. Rồi mấy đứa làm gì thì làm đi, anh đi chuyển sinh thôi mà. Trời ơi, anh có làm gì đâu. Ok, tiếp luôn. Sáu rồi. Ôi, vậy là chắc là nó full chuyển sinh cho chúng ta luôn rồi quá, chứ còn gì nữa. Trời ơi. Rồi, 7 luôn rồi. Chuẩn bị lên 8 nè anh em. 8 rồi, 9 rồi, 10. Chắc là full chuyển sinh luôn quá. Rồi, y vậy luôn. Trời ơi. Đó, 8 9. Ok. Còn tới 6 viên lận, 9 luôn, 10 luôn. Bây giờ 3.900 level cho một cấp chuyển sinh. Ô là trời. Lên đi bồ, còn nữa. Wow, kiếm lá mít nữa. Ồ, 10 trọng 1, 10 trọng 2. Ôi ôi, mở tới trên này luôn. Bây giờ mà một level là 4.200, một chuyển sinh là 4.200. Wow. Chưa cần nói tới mấy cái kia, chỉ là nói tới mấy cái này thôi là biết bao nhiêu rồi. Đây, Nguyễn Hóa. Wow. Rồi, đó, kiếm lá mít, lá me gì nè. Đó, lên tới trên này luôn. Ở trên này còn nữa các bạn ơi, rất nhiều cái skin mới nè ha. Đó. Ồ, ê, ta lấy cái này nha. Đó. Chứ không phải là UR, UTR là mới nha, được không? Bản này UTR vẫn còn là mấy cái con chim xanh, chim sẻ thôi các bạn à. Đó, cao hơn nè, đó, cánh nè. Đấy, ừ, đó. Ở đây là bộ đồ xanh nè, set đồ xanh nè, đó. Mấy cái set này mới to, cao, bự sự. Ok. Rồi, ở đây skin. Đây, skin, sờ hết luôn. Đây. Đó, mấy bộ trên này nè, mới là VIP nè ha. Đó. Phân ra nhiều loại lắm. Này, rồi sách. What slash. Ở đây sách cũng có nhiều loại lắm. Đó. Đấy, toàn đồ mới không? Ok không? Đó, link heo sẽ để dưới phần mô tả hết nha. Anh em nào có chơi thì có thể kéo xuống phần mô tả để mà
bấm vào link ha. À, nhắn tin nhạc min nhập code đồ him cái kiểu con đà điểu. Ôi rồi quá trời luôn. Cái búa này để làm cái gì heo cổ không biết luôn. Hoạt động đặc sắc hình như chưa mở. Đó, ok. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Trời ơi, một nồi. À, thôi để chạy thêm tí nữa chứ. Rồi, đâu rồi, mở luôn mấy cái này ra. Rồi, nhiều lắm, nhiều lắm. 27 triệu các bạn cũng có thể mua được rất là nhiều thứ ha. Đó, ví dụ như là nâng mấy con thần ma bảo vệ đồ nè. Đây có Nguyễn Hóa không? Không, hình như là không có Nguyễn Hóa mấy con này. Đây, ok. Không có Nguyễn Hóa thì mình tự nâng thôi. Ôi rồi ôi, nó rẻ lắm các bạn ơi. 2 triệu là được 10.000. Mà cái này heo nghĩ đâu? Đúng rồi, đúng rồi. Heo bỏ 10 triệu ra heo nâng con này lên thử coi nó lên được bao nhiêu. Ta có 27 triệu mà các bạn. Đậu xanh đó, bị dướng mấy cái này hoài, wow ghê luôn. Rồi, rồi đó. Đấy, 2 triệu nè ha. Đó, lên mua thêm đó. Ủa sao đó, chúng ta có chọn được không ta? Không, không chọn số được các bạn ạ. Ok, bấm lần nhân 10 vậy nè. Đó, đậu tương đó. Phải chọn còn một lần là mát 99999 thì nó đỡ biết bao ha. Ơi à, tiền nhiều để làm cái gì? Đi mua cái này nâng lên cho đưa biết với người ta. Ok, rồi tí là nâng con hỗ trợ luôn. À, bảo thạch gì đây nè. Đó, hỗ trợ là nâng nó lên luôn. À, ủa sao bấm vào đây ngoài vậy? À, cho lên con này luôn. Dạ, chắc lên con này kiếm sĩ này cũng hơi bị nhiều lúa. Rồi rồi rồi, lúa bao nhiêu cũng chơi hết. Để đi bộ, còn nữa, còn nhiều lắm. Quẩy hết mình đi. Ok, 2 triệu nữa thôi mà. Đó, lên đủ con này không ta? Ok, hồi dư các bạn ơi. Trời ơi, lên tiếp theo, con rồng này hình như là mát luôn nè. Đấy, vậy là khoảng bỏ thêm 1 triệu nữa đi. 1 triệu nữa. Ok, 1 triệu nữa. Ok, rồi, dưới đây cũng được rồi. Đó, lên đâu? Ôi, vậy mà thiếu hả? What the hell? Trời trời, vậy mà thiếu kìa. Đó, ok, còn lên nữa không? Hết rồi, con này là hết rồi. Vậy thì thôi, hết rồi, thôi, nâng chi nữa. À, khoảng tầm chưa tới 7 triệu là chúng ta nâng full được một con rồi các bạn ơi. Hợp lý quá trời. Trời ơi, con này cũng vậy luôn, các bạn cứ việc nâng lên. Đó, bỏ tầm 7 triệu nữa là còn được khoảng 14 triệu, 13 triệu, vậy là đủ rồi. Nâng mấy thứ kia nữa là quá là ok, easy luôn ha. Đó, link heo sẽ để dưới bằng mô tả ha. Code đồ trong phần mô tả luôn. Link fanpage và game heo để trong mô tả cũng như là dưới bình luận cũng có luôn. Đó, anh em có chơi thì có thể kéo xuống bấm vô và chơi luôn không cần tải nha. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.